À, xin chào cả nhà trở lại kênh của Cánh Mặt TV. Đó thì mấy đứa nào khỏe là mình nhốt vô cái chuồng khỏe. Đó rồi mấy đứa bệnh là mình cho đi lang thang. Còn đây là mấy chục liều thuốc. Đó, để cái này nè ba, để lên cao à. Để lên cao đi. Đây là mấy đứa bệnh, đó là một đứa là chích ba ống, một ống trắng, một ống xanh, một ống vàng, một ống đỏ, nói chung là một lần là ba ống á, một đứa đó là mỗi trước khi chích là lắc cái màu trắng, còn cái màu hai màu kia không sao, màu trắng là phải lắc. Nói chung là mình nhờ ba mình tiêm giùm cả nhà. À, chúc cả nhà vui vẻ nha. Đó thì cái đại dịch tới hoàn thành nhà mình rồi. Đó, bây giờ là thằng gấu trước. Nó ủa nó ói không à. Đừng có đòi ra. Có gì đâu. Dạ nè con. Thank you.
Ráng coi. Ừ, ráng, ráng. Rồi, xong. Rồi. Mẹ có vàng nữa rồi. À, khó bắt, khó bắt luôn rồi. Được lòng rồi. Dùng chiến thuật cả nhà ơi. Cái này còn ngon không nghe đâu. Nó nhiễm bệnh hết rồi. Sao? Sao? Ừ. Rồi dứt. Không có khóc nha. Nhá rồi. Cưng à, không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết nữa không, ngoan nữa không, rồi làm cho nó hết bệnh chứ có gì đâu khóc, đáng ngoan nữa không. Kêu lại phải lại, làm gì đâu mà rành. Ngồi đi đi. Cho anh chết đi, giờ về anh chết. Có gì đâu mà khóc.
yếu rồi. Ra con, ra con. Em thôi thôi đâu đi, nãy nãy rồi 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 từ từ. Ừ, không sao đâu. Ờ, giỏi xịu xui luôn. Gấu vàng với con bách hợp nữa. Nằm luôn à. Nằm thì vô đây. Dài gần luôn thể tốt. Không á, nằm nữa không đi. Để nằm đây con. Rồi ở lên. Yếu nhất thì vô đó ở đi, vô đó có cơm, à, vô đó là lát đem đồ ăn ra cha. Trốn mất tiêu rồi. Có thằng bông bông ra nó đứng ra. Ờ nó đứng đó à. Ừ. Ngay bình đó. Nó mới là khó bắt á, nó giả bộ lẻn lẻn đi hoài. Đúng rồi. Lấy chút xích cho nó khé là thải thải cái nó bém bém là. Vô luộc cái nồi gà đi ba. Thôi xin dừng video tại đây thì mình sẽ từ từ mình làm cử sáng hết. Nói chung là trong đây là năm ngày đó, là 100 mấy chục cái ống rồi nè, là một bộ combo là 5 ngày đó, thì cô Hương Nguyễn tài trợ. Nói chung là mấy đứa này cũng mới nên cái mới phát hiện liền nên cũng cho nó uống, mình cũng cho uống cho ăn đủ thứ rồi. Thì bây giờ cái này là dạng như cái combo đặc trị cà rê từ Mỹ Tho về. Thì gấu thì nó cũng thấy nó cũng vận động rồi nè, nó không có ngồi, nó nằm như hổm nữa, nó không có ho dữ như hổm. Để lát mình dụ cái bách hợp nó tiếu lắm, nó thấy mà tình trạng mà căng thẳng thần kinh là nó sợ lắm, nó coi mình là như kẻ thù đó. Mình phải làm mềm dịu với nó mới được chứ không phải nó chạy.
còn bé này thì nó yếu nhất đó. Ốm quá, níu quá nên mình nhốt riêng vậy đó. Thôi xin dừng video tại đây, cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ nó. Thì hồi đó giờ mình mới thấy cái tình cảnh vậy luôn á cả nhà, nó lầy hết ráo, nó lầy quá chừng luôn đó. Thì mình cũng ngăn chặn kịp thời rồi đó, chứ không ấy nữa lầy nữa rồi đó. Thôi xin chào, cảm ơn cả nhà đã quan tâm.